Okay. Thank you. Okay, continue, continue. Sorry. Yes, okay. I want to ask Mr. Huynh some questions. Are you ready? Yes, some scientists who say that we should eat on time. What do you think about this? I agree with you. Eat on time is very important. It is good for health, for your health. It's good for your health and enhance healthy. Next question for you. Do you usually drink alcohol or beer for your child? Yes, I usually drink wine or drink beer because this is my job. I meet the farmer. I usually meet farmer. Farmer is like the wine. I drink wine with farmer. Yes, I think sometimes we also have to drink alcohol or beer or wine for our job. But we shouldn't drink too much, and because if we drink too much alcohol or beer, we cannot control our behaviors. I think so. Very good for that. For good your healthy. I agree with you. Thank you. Thank for you. Your question. I have a question for him. Okay. I have a question for him. Please. Do you think is much soy food good for health or not? So food, what does it mean? Do you think is much seafood good for health or not? Is seafood very much not for health? I want the question. What kind of food do you like or dislike? I like crab and shrimp. Yes. I dislike the food is delicious. Thank you. Mr. Huynh. Yes. I have a question for you. Yes. What is your hometown's capacity? What is your hometown's capacity? I don't understand. Sorry. Đặc sản của quê bạn là gì? Quê anh là gì? Đặc sản của quê anh là gì? Bạn có thể nói rõ tại vì cái âm thanh nó không có rõ ở đây.
và bạn có thể nói lại vườn. Dạ. Anh nghe rồi chưa? Ok, ok. Cho em hỏi là what is your hometown specialty? My job is No, it's not your job. It's specific. Đặc sản ấy anh, đặc sản. Đặc sản. Yes. Okay, thank you, teacher. Đặc sản. Specialty food in my town is lòng mắm. Lòng mắm is the best food. My room Tiền Giang province, Mekong Delta. Lòng mắm is a specialty food. Can you do that? Can you do that? I can cook lòng mắm. Yes. Okay. It's delicious for my. Yeah. Thank you, Wang Huy. Thank you. Thank you, Nguyen, and thank you for everyone asked him. Thank you. Sorry, teacher, I have another question. Oh, you have another question. Okay. How often does your family have family meals? It means how often does your family have meal together? Yeah. Yeah. Yes. Okay. Always. 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 Yeah. Yes. Anyway, it's with my family. It's right. Every day. Yeah. Very happy. Yeah. What do you usually have for family meals? And you repeat. What do you usually have for family meals? No, I sometimes have my family cook because I walk. Sometimes I walk come back home light. Oh. Yeah. So you can have your family meal because you're late. Yeah. And then are you warm up your meal? Có hâm lại đồ không ạ? Yes. Yes. I warm up your meal. My meal. Yes. Okay. Then is anyone want to ask? Two? Yes. Anyone want to ask? Only a question. Welcome. Yes. I've heard that you really like, you're really into cream. So I'm curious about the favorite flavor cream. What is your favorite flavor cream? Flavor cream. Like hương vị, maybe chocolate, strawberry, or sometimes. Cream? You're talking cream. About cream? Yes, cream. Cream. Oh, cream. Why are you asking about cream? Okay. Because I've heard that he really into cream. Ah, cream. Ice cream or cream? Ice cream. I think ice cream and cream is the same. Okay. No, cream is not the same. Ice cream is a type
of cream? Type of cream. Yeah, we have a lot of type of cream, right? Yes. So, he want to ask you, what flavor do you like? Do you like vanilla, or you like chocolate, or you like maybe you like durian? Trời ơi, không biết nói từ đấy ra sao. Durian. Yeah, durian. Yeah. Wow. sorry. So what flavor do you like? I eat durian. Durian? Really? Yeah. Oh my god, you like really? I like the durian ice cream, but I cannot eat it. It's unable. Okay. Anyone want to ask to Fun, Jack, your turn off your microphone. Oh, yes. Oh, thank you for answering me. Thank you. Okay, do you want to ask more, Jack? No, I have no Jack. Question. No, okay. I have no question. Okay. And I am waiting for a really special one today, but she's not raise her hand. Kim Lien, where are you today? I was just your hand. Oh, Kim Lien, your hand's hello. Here. Hello, everyone. Hello. Yes. Hello. Today I want to talk about some food. I think the food is important in my life. I usually cook breakfast, lunch, and dinner for my family. Yes, I am. I have been to many play with good food. I am usually try the food there. The China food is attractive, but it's very pricey. The Thailand food is very pricey. I like traditional food in Vietnam. For example, phở, bánh xèo, bún bò. Yes. Do you like bánh mì too? Yes, I like bánh mì. It's convenient for my children for breakfast every morning when they go to school. Yes, but I usually cook big lunch for my family. Can you ask me some question? Hello, Kim Lien. Yes.
Can I ask any question? Yes, I'm ready. What is your favorite food? Can you repeat, please? What is your favorite food? Yes, my favorite food is phở bò, phở Hà Nội. Yes. Why do you like phở bò? Because it's yummy. It's convenient. The smell is really good too. The smell, yeah, it tastes so good. Do you like? Do you know any other traditional food in Vietnam? Do you know any other? I think bánh chưng is traditional food in Vietnam. Yes. Bánh chưng. Why don't I cannot think about that? Bánh chưng, bánh tét, bánh dày. Yes. Right? Kilina, can you teach me how to go bánh chưng? Yes. I think sticky rice. Pork and wrong. banana lá chuối là no in my wrong leaf. Yes. I can make bánh chưng cake. Yes. I think a long time, my family make bánh chưng cake in Tết holiday. But now I can buy it in supermarket. Yeah. No. I think bánh chưng is in supermarket. It is not tasty. Yeah. Yeah. So, any questions more? I have any question for Kim Linh. Yes. Yeah. Hi Kim Linh. I remember you talk that you remember repair for breakfast, for lunch, and for dinner. Do you have a enough time format it? Can you repeat, please? You repair the for breakfast, for lunch, and for dinner. And do you have enough time format it? Yes, I think about 1 hour for lunch and dinner. For breakfast, I repair about 30 minutes. Sometimes you and family go out and eat. Yes, weekend, we usually go out for breakfast. Where do you go eat with family? Yes, I'm live in Bảo Lộc. I usually go Do you know Bảo Lộc? I live in Ho Chi Minh City.
in the chat and in the holiday I go to Đà Lạt visit. Yes. Do you know Tâm Châu? Yes, I Tâm Châu. Right. Yes. I sometime I go Tâm Châu for breakfast. Yes. It's a famous place. It's a famous place in the London. Yes. Yes. Hello, teacher. I thank you, Kim Lin. Okay. Yes. Thank you. Thank you, Lehan. You're welcome. Kim Lien. Yes. I have a question for you. Yes. I have a question for you. I think you are a very good cook. So what do you cook best? I think I can cook phở bò. Yes. Bún bò. I think I a good cook. Yes. Because I usually cook for my family. What do you do it? What? What do you do it? What do you do it? I usually eat healthy food. Okay, thank you. What do you mean? Em hỏi câu sau là chị nấu những món đó kia, những món đó như thế nào? Yeah, it difficult for me. How to show you make phở because it's nó rất là nhiều thứ. Yeah. Thank you. I think your first we need bone scouts. And nose. Bone là xương. No. Yes, I think I boil bone about 2 hours. I prepare noodle and beef. Okay. Oh my god. Yeah, this is a difficult question for me. Difficult question. Do you know what? This is the first time Kim Lin speaking. Yes. Yeah. I am a little nervous. Yes. See, I have told you about that. If you try to speak, you will do well. So thank you. It's really brave of you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. So. This is the end of the lesson today. Thank you for joining. And so before we start learning, I will review something. We will use Vietnamese, right? Yes. Okay. Yes. Thì bây giờ là cái phần review cái bài học hôm nay của chúng ta. Thì hôm nay có rất nhiều người, nhiều hơn hôm qua. Đúng không ạ? Hôm nay nhiều hơn hôm qua. Nhưng mà hôm nay học vui không mọi người? Vui không? Em thấy vui lắm. Mọi người rất là vui không? Rất là vui. Vui, yeah.
Hôm nay nói về đồ ăn cho nên là mọi người có vẻ phấn khởi hơn. Vâng. Nói về đồ ăn thì nói thật là em cũng nói lắm, tại vì em thích ăn lắm, nhưng mà thôi, nhiều mọi người nói. Hôm nay vui lắm cơ. Và hôm nay đã có chị Lê Hạnh và cô Kim Yên cuối cùng là đã giơ tay phát biểu. Đúng là hứa luôn. Đây thì mọi người thấy là học cũng không có gì khó cả nhỉ. Chỉ cần nói là ấy thôi. Với cả em nghĩ là, nhưng mà hôm nay ít người giơ tay thế. Em chả thấy người nào giơ tay, người ta phải gọi. Có mỗi chị Lê Hạnh với chị bác Kim Liên là giơ tay. Lỡ hứa với cô rồi phải giơ tay. Chả được ai giơ tay cả, buồn lắm. Nghe không hiểu á? Không sao anh ạ. Tại vì ai cũng không có nhiều người nghe cũng không hiểu đâu. Nhưng mà chúng ta có thể dùng body language mà nhỉ? Ngôn ngữ cơ thể. Đúng không ạ? Nhìn mồm rồi là nhìn mắt, nhìn tai đấy. Nhìn cũng dễ hiểu mà, đúng không ạ? Học thì thật ra là nếu như mà những ai mà cảm thấy mà nghe không hiểu ạ thì có thể giơ tay để nói ạ. Để speaking ấy. Lúc đấy là cũng không cần phải không nếu như mà các anh chị mà cảm thấy mà không tự tin về khả năng nghe của mình thì các anh chị có thể speak thôi. Và sau đó đến cuối buổi thì bọn em sẽ nhận xét cho các anh chị về cái buổi speaking của anh. Đó. Đây là ý kiến của em. Đấy, mọi người thấy thế nào? Được. Cô giáo cho mình hỏi như thế này. Tại vì sao mình biết mình nghe không hiểu, lý do là tại vì hai cái âm thanh, có thể là mình cái người nói là nó chưa có chuẩn, và cái người nghe nhiều khi mình cũng không biết cái từ đó, cho nên là mình không thể giao tiếp được. Vâng, vậy nên là mới cần em là người trung gian, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Em là người trung gian. Dạ, cô giáo em là người trung gian để dịch cho mọi người. Thì từ đó mình sẽ liên kết được cái từ cho nó đúng. Dạ vâng. Dạ anh Huỳnh ơi, hôm nay em thấy anh Huỳnh gì đó tiến bộ hơn nhiều lắm rồi à? Dạ, vâng, cảm đúng ạ. Lúc đầu là anh Huỳnh thần gần như là không trả lời được. Dạ, nhưng mà đúng rồi. Hôm nay anh nói hơi bị tốt luôn. Eo. Bất ngờ. Ấn tượng hâm mộ lắm ạ. Nhưng mà em thấy chị Hoa này, nhưng mà em thấy chị Hoa vào lâu lâu rồi mà chả thấy chị nói gì cả. Đúng rồi, mình theo dõi các bạn học từ đầu tới bây giờ luôn, tất cả các chủ đề luôn, nhưng mà mình thật sự là thứ nhất là nhút nhát hoặc là không đủ tự tin, hay là cái từ vựng nghe của mình nó không có được như mọi người, nên là mình chắc là không có dám nói. Mặc dù mình nghe các bạn nói phải tới hiểu tới 70% là mình có thể nghe các bạn đang nói về cái gì. Mình nghĩ là bạn cũng mạnh dạn lên, cũng giống như mình thôi. Bắt đầu tiên mình không chỉ ngồi nghe thôi, không dám nói một câu nào hết luôn. Nghĩ ra được nhưng mà không dám nói. Bữa nay cũng nói được một vài câu. Mình hy vọng là chắc trong thời gian tới mình sẽ nói nhiều hơn. Ôi hôm nay bác Kim Liên làm tốt lắm luôn ạ. Làm tốt lắm luôn. Cô Kim Liên ơi, con luôn. Ở dưới Cát Tiên đó cô Kim Liên. Vậy là gần cô đấy. Dạ. Yeah. Bảo Lộc. Từ Bảo Lộc xuống Cát Tiên có mấy cây gần ha? Gần. Dạ. Yeah. Em thấy chị Lam gì với chị Hoa vào hơi bị lâu luôn mà chả thấy chị anh chị nói gì, buồn. Đúng rồi. Nha. Em mong là mới đầu tiên vô á là thấy mọi người nói tốt quá, thành ra mình không dám nói luôn. Dạ đúng rồi, giống như là anh Chắc hay anh Tuân. Mọi người nói giỏi quá là mình tự tin. Mình không dám nói. Tự tin. Rồi, kiểu gì buổi học sau không thấy mọi người đâu rồi. Không được vào lớp rồi. Còn một cái anh đeo mắt kính nữa mà hôm nay không thấy anh đó, quên mất tên rồi. Anh Huy à? Hay là thế, ai? Không, anh Huy hôm nay hình như có ở đây. Anh đeo mắt kính à? Thế là nhiều người đeo mắt kính quá. Nhiều người đeo mắt kính quá. Anh nói giỏi quá. Ơ, mọi người nghe thấy em không? Mọi người nghe được em không?
Có chứ. À vậy thì đấy mọi người nghĩ là hôm nay cũng ổn đúng không ạ? Nhất là bác Kim Liên, trời ơi, thấy bác giơ tay cháu rất cần nước mắt. Ngại quá, ngại quá. có hôm nay có vài bạn mới à, ví dụ bạn Trang Anh này, Nguyễn Tiến này. Mong là những buổi sau thì các bạn cũng sẽ tham gia vào cùng lớp học của em. Mong là các anh chị cũng ủng hộ, tại vì nói thật là đây là lần đầu em chủ trì một cái lớp thực sự như thế này, rất là vui, vui đó. Cô Mai ơi, Hạnh có ý kiến chút xíu cô Mai. Dạ, vâng. Trong lớp với Hạnh thấy anh Tuân với anh Zach là có vẻ khả năng nói tốt. Nếu mà trong quá trình mà hỏi á, anh Tuân với anh Zach có thể là ví dụ chat trên message á, ví dụ như các bạn không hiểu có thể là đọc có thể hiểu được á, chat trên cái message, ví dụ như anh Tuân với anh Zach một có nghe được cái câu hỏi của những người bạn đó đó, thì có thể cái người mà họ không nghe được họ sẽ nhìn chữ họ cũng hiểu được á. Dạ đúng rồi ạ. Là như kiểu làm cái subtitle á chị. À, ví dụ như cái chat trên cái message của mình nè, anh Tuấn anh nghe được và chắc sẽ nghe được cái câu hỏi, sẽ rõ hơn cái người mà đang nói. Người nói nhiều khi họ không hiểu đang câu hỏi cái gì á cô Mai. Thì anh thấy nhưng mà thì, vâng, cũng có thể ạ. Tại vì nói thật là những cái lúc mà có, ví dụ nhiều người như là anh Huỳnh cũng không thể nghe được câu hỏi đúng không? Đúng rồi, không hiểu được câu hỏi. Nhưng mà nhiều khi Tuấn chắc lại nghe rõ được và có thể chat lên trên message, người ta sẽ đọc được và ta sẽ trả lời được, sẽ nhanh hơn, nó không làm chậm cái tiến độ. Vâng, đây là ý kiến của chị, đây là ý kiến của em. Thì em nghĩ là thật ra là làm thế cũng cũng không đến nỗi phải làm quá nhiều như thế, tại vì thật ra là có nhiều người vẫn nghe được câu hỏi nhưng mà họ không hiểu được câu hỏi vậy thôi, nên là em muốn em là một cái người trung gian ấy, em là một cái người trung gian không giải thích câu hỏi thì mọi người sẽ hiểu hơn, người người nghe sẽ hiểu hơn. Chứ không cần thiết là phải làm cái subtitle ạ, tại vì như thế nó cũng hơi mất thời gian ạ, và cũng hơi phiền đến các anh chị nữa, nên là em thì có ý kiến như này. Em nghĩ là cả hai ý kiến đều rất tốt và rất ok, nhưng mà để mà tiến bộ cho các anh chị nhất thì là tức là mình, nếu mà mình không hiểu cái gì thì mình hỏi lại, là what does it mean, hoặc là why do you think so, hoặc là như nào đấy, mà can you repeat it again, hoặc là tức là mình khuyến khích để các anh chị có thể trao đổi nhiều hơn và mạnh dạn hơn, không hiểu cái nào thì hỏi chỗ đấy, em nghĩ cái đấy sẽ tốt hơn. Hạnh đồng ý chắc ạ. Ok, anh Jack đang record đúng không anh? Anh đang record rồi. Ok, vậy chắc là tí nữa nó sẽ post lên máy tính của anh ấy, thì anh có thể chuyển qua cho mẹ em, cho Zalo với mẹ em. Ok. Rồi, phiền anh quá. No, phiền quá. Có gì đâu, link thôi mà. Ngại không? Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi học ngày hôm nay của em. Cảm ơn mọi người đã tích cực tham gia và tích cực ủng hộ. Rất là vui ạ. Em mong là hôm sau là sẽ nhìn thấy cánh tay của chị Lam Thùy và chị Hoa. Em mong là thế. Lam Thùy nói hôm qua rồi á, nhưng mà không có ai đặt câu hỏi, với lại là em biết là chị Lam Thùy nói mà, nhưng mà hôm nay chả thấy chị giơ tay buồn. Có chuẩn bị nhưng mà nếu mà để nói theo cái bài mà mình chuẩn bị thì có thể nói lưu lót, nhưng mà ớn có một chỗ là mấy anh mấy chị hỏi tấn công quá mà mình nghe không có nghe rõ đó. Dạ, sợ em không cũng em người được, cho nên là sợ cái chỗ là mấy anh tấn công với như cái anh Huỳnh nãy đó, chỗ thấy nói trời luôn không biết. Dạ, em cũng giống như là Lan Thùy á. Nói theo cái bài của mình chuẩn bị thì mình tự tin, nhưng mà tới khi nói thì tới khi hỏi những câu hỏi thì cái đó nó quan trọng, nhưng mà có những câu mình không có hiểu hết những cái gì mà mọi người muốn hỏi đó, thì nó chậm trễ cho mọi người khác chờ đợi. Và thấy mình lúc đó mình sẽ thấy là mình không có tự tin hơn nữa, cho nên là để nghe. Dạ, như là như nãy cô nói đó, là mình có thể nói speak đây, như em nói hồi nãy là tại vì em có một ý kiến là có thể là
nếu như mà những người mà khả năng nghe không có tốt ấy, thì mình sẽ chỉ speaking thôi. Và sau đó đến cuối buổi là mọi người sẽ dùng tiếng Việt để gọi là review lại cho mọi người về cách nói chuyện các thứ ạ. Đấy. Thì nếu như mà cái khả năng nghe của mọi người không tốt thì mọi người có thể nói với em. Và em sẽ pass lại ở cái cuối giờ để có thể review lại. Đó. Đấy là ý kiến thì vấn của đề em. Đó, vấn đề đó thì mình xin ý kiến này. Tức là mình đây là mình học. Thì mình nghĩ là cứ mạnh dạn nói đi. Và khi mà không hiểu cái gì hoặc là mình muốn nói cái gì đó mà mình chưa biết diễn đạt như thế nào thì có thể có cô giáo hoặc là tất cả các bạn trong lớp có thể giúp trợ giúp cho mình. Và như vậy là cách học mình sẽ học vừa học được từ và mình sẽ có cái khả năng rèn được các cái kỹ năng kể cả từ vựng rồi là về ngữ pháp và kể cả những cái kỹ năng về viết câu hoàn một cái câu hoàn chỉnh. Những câu hỏi, đặt câu hỏi hoặc là cái câu diễn đạt nào đó thì em nghĩ là như vậy là sẽ vừa giúp cho cả kể cả cái người mà muốn học thì sẽ tích lũy được cái từ, rồi là người ở trong lớp cũng có thể là vừa là ôn lại và có thể là nhắc lại cái đó là nó tốt cho cả hai. Cho nên là mình nghĩ là tất cả mọi người trong lớp thì mình nên mạnh dạn hơn một chút, cứ mạnh dạn đi, tức là mình học đây mình không sợ sai. Mình sai thì mình chưa biết mình mới học, chứ còn mình mà cứ sợ là khi mà người ta hỏi mình không hiểu cái gì, mình không hiểu mình có thể hỏi lại và cái trách nhiệm của người hỏi sẽ phải có cái trả lời diễn đạt bằng tiếng Anh, hoặc là nếu như không mà diễn đạt bằng tiếng Anh thì có thể diễn đạt bằng tiếng Việt để cho các bạn hiểu. Thì đấy là cái quan điểm của mình như vậy, và mục đích cuối cùng là để tất cả chúng ta cùng tiến bộ hơn thôi. Cái đó là cái quan điểm của mình. Cảm ơn anh. Cứ mạnh dạn, tự tin. Em mình nghĩ là như kiểu em nếu mà em nói cái gì ấy, thì em mong thật nhiều người hỏi để mà mình tăng cái phản xạ lên. Ví dụ mình chuẩn bị bài nhá, mình có từ vựng rồi, mình nói rồi, thì bây giờ mình nâng level mình lên, tức là phải có câu hỏi nữa, họ hỏi sâu hơn hoặc là hỏi cái khác thì mình nghĩ trước. Và mình lường trước hoặc là mình ghi cái từ mà tiếng Việt vào đấy, sau đấy là mình về nhà tra sau, hoặc là mình có mạng thì mình tra luôn, mình sẽ biết nghĩa của nó luôn. Như thế thì sẽ là một cơ hội tốt để là mọi người nhớ từ vựng hơn và tăng cái bản xạ. Mình cũng đồng ý với lại Tuấn Trách với lại Tuấn, là khi mà có một người nói thì những người khác mà hỏi ấy, thì tuy là sợ thật run lắm nhưng mà cái bài nói của mình nó sẽ phong phú hơn, mình sẽ biết được rất là nhiều, với lại cái phản xạ giao tiếp của mình sẽ tốt hơn khi mình có một người hỏi mình mà mình sẽ trả lời lại cái câu đó. Có nhiều khi chưa biết thì có thể mình có thể sẽ có người cô giáo sẽ trợ giúp mình, thì cô nghĩ là chắc cái cách đó sẽ làm cho mọi người mau tiến bộ hơn. Vì là như kiểu giao tiếp, tức là giao tiếp giữa hai người với nhau, đúng không ạ? Nếu mà mình chỉ nói cái phản xạ thì của mình nó sẽ có người hỏi mình phải trả lời ngay, thì nó sẽ nó lúc đấy cái những cái từ, những cái câu nói của mình ở đâu đó tự nhiên nó sẽ về. Còn nếu nó như không có ra, người hỏi rồi, thì không bao giờ mình không bao giờ mình đưa nó ra được hết. Mà đúng có rồi. Người hỏi tự nhiên có thể nó sẽ ra được. Và mình nhớ là đúng rồi ạ. Như cô Kim Liên bảo là nhiều khi cô không biết nói đâu nhưng mọi người hỏi cô lại nói ra được, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà cũng có những câu khó quá thì không nói được. À, rồi ok thì chắc mọi người mệt rồi. Thôi thì bye bye mọi người nha, mọi người ngủ ngon nha. Rồi, thank you everyone. Bye bye. Good night. Good teacher and everyone. Good night. Cô giáo và tất cả mọi người. Bye bye. Goodbye. See you next day. Bye bye. See you later. See you later. Good night. Have a good dream. And dream about me. I think so. I hope so. Oh wait, you have to end your record first. How can I do that? You stop click to, yeah, stop recording.